Rồi xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái máy đo lực kéo nén của hãng Nidec Symbol ha, Nidec Symbol Corporation. Model của nó là FGZN-50 nha ha, tức là nó khoảng đo nó là 500 N 50 kg ha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mở hộp ra review cho các bạn xem. Mở hộp ra thì chúng ta thấy đây có những giấy tờ kèm theo. Đầu tiên là cái giấy xuất xưởng ha, nó kia là cái inspection sheet ha. Và cái đó là cái cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật nha, do cái model này sản xuất trong dùng trong thị trường nội địa của Nhật ha. Còn đây là cái giấy bảo hành. Đây là giấy bảo hành từ bên hãng ha, đây cái warranty đây ha, đây một mặt tiếng Nhật, mặt tiếng Anh ha. Rồi đó, mình giới thiệu đây ha, này là giấy ấy thôi, này là cái hướng dẫn sử dụng thôi ha. Chúng ta coi ra đây thì có hình ảnh của chúng ta, ok chúng ta sẽ làm được ha. Chúng ta chuyển qua ngôn ngữ tiếng Anh ha. Đây model của nó đây, FGZN-50, tức là khoảng đo của nó là cộng trừ 500 Newton ha, hoặc là cộng trừ 50 kg lực ha. Đây nó có ghi tất cả những cái thông số. Cái này là độ phân giải của nó 0.1 Newton, 0.01 kg ha, có ghi hết ha. Đây, đây là độ chính xác của nó đây, cộng trừ 0.3 ha. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành mở hộp ra. Đây đây là cái hộp của nó ha, hộp rất là đẹp ha, rất là nhỏ gọn, rất là đẹp. Rồi chúng ta mở hộp ra ha. Hộp nó gồm có những cái phụ kiện kèm theo, chúng ta coi trên đây nó có gì không. Không có ha, chỉ có mút xốp thôi. Gồm có máy chính và những cái phụ kiện kèm theo, 1 2 3 4 5 6 ha. Đó, cái đầu nhọn, cái đầu dẹp ha, cái đe, cái đầu bằng, cái lưỡi câu và một cái thanh dài ha. Có cái này, đây đây là cái cáp sạc của nó ha. Đây đó, đây là cái cáp sạc của nó đây. Đó, cáp sạc của nó thì đầu vào của nó là 100 đến 240 V ha. Đó. Đây, chân của nó ha, chân cắm cáp sạc đó. Chúng ta thấy thôi, chân cắm cáp sạc của nó là máy chính ha. Đây đây là nó có cái một cái giống như là cái đồ để chúng ta mở mở ra thôi. Cái này cũng chưa biết cho nó từ từ. Đây đây là máy chính ha. Đây, pin pin thì pin sạc bình thường thôi ha. Đây sản phẩm của hãng Nidec Symbol được sản xuất tại nhà máy Philippines ha, Made in Philippines. Đó. Đây có ghi số serial number này ha. Đó. Nguồn gốc xuất xứ, đây bốn ốc này là dùng để bắt lên đầu gá nha ha. Đó. À, trong đây nó trong cuốn sách hướng dẫn này nó có chỉ nha ha, có chỉ hết ha. Đó. Và đây cái đầu để chúng ta gắn những cái phụ kiện lên để chúng ta đo được kéo nén. Cái máy này chúng ta thấy nó rất là nhỏ gọn nhưng mà nó khoảng đo của nó tới 50 kg lận ha. Đó. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mở máy lên ha, để test thử cho các bạn xem ha. Nút power đây. Đây khoan, từ nó có cái gì không. Máy mới thường thường nó không có pin ha. Để tại vì để đảm bảo an toàn thì nó không có pin đó. Rồi mình xin hẹn chỉ các bạn cách sử dụng trong cái video kế tiếp ha. Xin chào.